trong mắt thì bây giờ nó là tầm tầm dùng cấp đi, cấp tầm dùng cấp về thuốc không, không sao, là tầm dùng cấp. À, cứ tạm cứ phát hả? Không, tầm tầm dùng cấp chưa cho cấp. Phát. Chưa sao lại là tầm tầm dùng. Ôi sao bác lại gì ở đây? À, bây giờ bắt bắt đây để dùng cho nhân dân ở đây thôi. Không, nhưng mà chức vụ á cái nông dân nông dân. Hả? Nông dân. Nông dân thì làm sao mà lại là để phải bây giờ giờ vị trí được. Giờ mặt trận mặt đồng mặt đồng phải được thì bác bác bắt cấp thì được cho bắt cấp nhưng bắt cấp trước. Cấp của hầu gì, loại gì như thế nào đảm bảo. Đảm bảo như thế nào, bóc nó như thế không 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 đảm bảo đây thì bây giờ cứ người dân không không có thế nào được, tại vì cái này phải được mặt trăng xét lên nè, phải được cấp người ta đi từ chỗ nào địa phương nào người ta đi phát quà mấy ngàn ở cấp các tỉnh bình thường không có ai mà mình anh làm khó dễ như thế thì dân chúng ở đây họ thiệt thòi, nếu mà anh làm như thế thì bà con ở đây thiệt thòi nhé, bởi vì cô chỉ tới là chỉ phát quà và đi. Bây giờ là chủ tịch xã là còn cái việc cung cấp là bây giờ chủ tịch xã là xã gì? Xã Sông Hàn. Xã Sông Hàn. Là cái tên về phòng chủ tịch để làm việc. Không, chúng tôi không cần không nhận là đem đi chỗ khác thôi. Bà con thì thòi thôi. Chứ còn người ta đi phát quà khắp nơi bao nhiêu tỉnh là bà con lũ lụt khổ cơ. Đem về xã rồi xã giữ đó yêu cầu của không nhưng mà đem về xã không phải đến về xã giờ chú về đó là làm việc đã. Không, tôi không, làm không có làm việc gì cả. Anh tôi đi phát quà cho bà con khổ mà làm việc cái gì? Nếu mà bà không cho là bà con thiệt thòi. Ở đây bà con ghi nhận nha, chúng tôi là đi lên đây chỉ là phát quà chia sẻ cái ít khó khăn cho bà con là thùng mì với lại ít dầu ăn với lại quá mà chính quyền địa phương tại đây không cho phát thì bà con thiệt thòi. Chúng tôi đem hàng đây thôi. Chỉ có là phát quà giúp đỡ chứ không có việc gì mà phải là đến chính quyền cái đồ cả. Đó là tôi dạ chứ còn việc chi mà phải xin xỏ mình đi cứu trợ giúp đỡ bà con mà xin xỏ chi vô lấy giúp đỡ cho bà con mà làm sao mà như thế có cái làm chi mà vi phạm gì đồ gì đâu mà phải tốn mất thời gian. Bây giờ cái người mà ở đây này người ta đại diện á, ta nắm được cái hồ sơ á thì ta có được bao nhiêu dân thì mình cứ phát cho người ta. Con quay xe lại đi xã. Dạ. Mà xã đó xã gì vậy? Xã gì vậy? Xã Sơn dạ? Sơn Hà. Sơn Thành. Sơn Thành. Sơn Thành con bà con ở đây thuộc xã nào? Xã Sơn Thành. Cũng xã Sơn Thành đó. Xã Sơn Thành. Nhưng mà thôn bây giờ cái thôn tướng thôn Sơn Văn Vại. Dạ. Dạ. Dạ, ừ. Mà vị xã nó tên gì có thể vị vừa rồi chủ tịch xã nó ông tên gì chú hồi nãy dạ. Chú nãy nói là tên gì à? Ông ngăn cản là tôi có quyền qua gì cả người ta bây giờ bà con trên chứng các anh tôi ghi là tôi ghi để tôi đưa lên mạng tôi sẽ thông báo như thế cản trở cái việc làm của người dân tư cách gì mà anh ngăn cản cứu trợ lũ lụt cho bà con ở địa phương và như vậy về mình gửi cho quốc tế biết vậy chỉ dạ, có vậy thôi chỉ có vậy thôi không có việc chi cả bây giờ ông chủ tịch xã như vậy là đất của bác lên đây là như vậy không hay bây giờ chúng tôi phán mà mấy vị không cho thì sẽ công bố anh có thông qua chính quyền địa phương không thông qua gì người ta lũ lụt khổ sở vậy bây giờ chạy tới thông qua đây nè vừa rồi có người báo rằng hãy thông qua địa phương xin mấy phần rồi địa phương phải giữ lại rồi địa phương lại đưa cái danh sách nào đó ra lãnh thành thứ ở đây chúng tôi nghĩa là không tin nữa địa phương nữa chúng tôi không tin à chúng tôi không tin chính quyền anh để cho thấy đúng không có một người ở địa phương anh là người vô nhân đạo xong xuôi rồi á anh không có tấm lòng với bà con anh địa phương anh nói cảm ơn mấy thầy đã có làm quan tâm với dân ở đây á rồi xong cái rồi anh không giúp chúng anh không giúp chúng tôi có trợ cho bà con mà anh cứ tới đây anh cản trở bà con là anh là người vô nhân đạo chứ anh đừng có nói là anh có trách nhiệm gì đây. Tôi nói cho các anh biết như thế. Chủ tịch xã tôi nói quý thầy người ta có cho quà vậy cảm ơn. Rồi thôi thì bây giờ con chia ra đi cho quý bà con đi cho toàn nghiệp trong cái vụ lũ lụt. Sao đây gây khó khăn? Gây khó khăn cho bà con rồi còn nói thế này thế kia nữa chứ. Đây còn nói phải quá. Nếu mà nãy giờ nếu anh không cản trở là chúng tôi đã giúp cho bà con để nhận hết trơn quà rồi đó. Tôi nói cho biết. Còn không giúp đỡ thì chúng tôi bỏ lên xe chúng tôi đi chỗ khác. Không có cần việc gì phải xin xỏ từ đây. Thiệt thòi là bà con ở đây thiệt thòi. Nói cho mau nhờ như vậy. Dân của mấy anh thiệt thòi. Chứ chúng tôi đâu có gì đâu. Người dân, ta... dân của mấy anh chứ đâu phải dân của... Các anh không biết nghĩ. Nói là nghĩ cho dân mà như thế đó sao? Bà con dân tộc ở đây phải hiểu như thế. Không có biết nghĩ cho bà con. Chúng tôi từ xa thuê xe lên đây để giúp cho, gửi ít chút quà cho bà con. Nếu mà tàu thì kiện hồi nãy giờ là chúng tôi đã gửi xong rồi. Chứ không phải như các anh mà như thế. Các anh hợp tác kiểu như thế mà các anh nói là giúp dân sao? Đừng nói nhiều.
Lên lại. Chúng tôi cần thiết gì mà phải như thế? Bỏ xe lên, không cần thiết. À, không cho. Bây giờ thôi, bây giờ hỏi lại lần chót đi. Vị nào cái trại là cấp bắt cho trong lỗ luật chứ ra tại sao anh ngang cảm hả? Anh nói giỡn không đó, anh không cho khoát thì chở về anh đâu? Là người vô nhân đạo, anh không có biết nghĩ. Còn nếu thật sự các anh mà có thể mà nghĩ cho dân á, tôi nói cho các anh biết, các anh có thể nghĩ cho dân là dân chúng ngay tại thời điểm này đã nhận tất cả các phần quà rồi, chứ đừng có khó khăn như thế mà gọi là biết nghĩ cho dân. Là mà nói anh cũng không có đưa cái tay ra mà để làm như thế, cản trở như thế để làm chi? Mục đích của anh vì là vì cái gì? Như thế nào đây? Không lẽ đáng mấy anh phải tụ dân lại rồi mới ở đây bà con đây rồi thầy cứ chia quà đi. Lẽ đáng bên nhà nước phải tụ mời dân lại rồi phát cái này đã không ấy mà lại còn không để giúp cho bà con ra chỗ này mới muốn giải lỏng này như thế này nó tội không? Con cháu ở đây người ta đã đem xe, thuê xe người ta đem tên tới cho huyện Hà Sơn. Đường xá rất xa xôi và tích trở. Người ta đã đem đến người ta phát quà cho bà con mà tại đây, chính quyền tại đây, ông chủ tịch xã tại đây, xã Hà Sơn tại đây đã ngăn cản việc này. Ông ngăn cản việc này và ông nói là ông bắt chúng tôi phải đến xin phép. Việc gì chúng tôi phải xin phép? Chúng tôi chỉ cứu trợ cho bà con mà xin phép cái gì? Nếu mà hợp tác là ủng hộ cho chúng tôi phát quà cho bà con thì đến bây giờ đã xong hết rồi. Như vậy chính quyền như thế này gọi là nhân đạo sao? Vì dân sao? Việc này đó là chỉ có thiệt thòi cho bà con tại đây và chúng tôi sẽ đem quà lên. Và việc này chúng tôi sẽ đưa lên mạng để cho quốc tế biết rằng là tại đất nước này ngăn cản việc cứu trợ nhân đạo đến với bà con nghèo. Đây là bà con vùng dân tộc Hà Sơn, đường xá rất xa xôi, ngăn cản việc cứu trợ của chúng tôi. Không có cái việc gì mà phải như thế. Nếu cần thiết thì bây giờ bên nó bị một tài như đúng cho cấp ngang thì để bên mắc mơ gì được bây giờ bác đồ à bác thằng đảng ta là để bên lợi đặc hoàng xuất của ta bên hợp dễ mà ông ta đang nói tiếng dân tộc. Thưa bác dạy, bây giờ cái tiền với mì này thì quý bác không chào hát thì thôi, nhưng mà còn có một số kẹo để cho mấy cháu nhỏ này tội nghiệp, cho cái số bánh kẹo cho mấy cháu nha nhiều không dạ. Chỉ cho một số kẹo cho mấy cháu nhỏ thôi, rồi còn cái quà lớn tiền hay chứ mì người lớn thì khỏi nha. Dạ bác thông cảm đi nha, không gây khó khăn cho đoàn chúng tôi, không cho chúng tôi cứu trợ bà con dân tộc tại đây. Mấy cháu nó kẹo bánh đi con. Dạ kẹo bánh cùng tất cả là hàng hóa chúng tôi đem lên và thiệp thòi bà con tại đây. Đấy là chủ tịch xã Sơn Hà gây khó khăn cho đoàn của chúng tôi. Đường xá rất xa xôi. Bây giờ đoàn chúng tôi phải đem hàng lên lại. Bụng chúng tôi phải tới xin phép mà không thể như thế, bởi vì bao nhiêu tháng nay là chúng tôi đã đi phát quà hàng ngàn phần quà rồi. Đấy và để hỗ trợ mà chính quyền tại đây không ủng hộ mà ngăn cản việc này. Thật sự là rất là vô nhân đạo. Đây là huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Hàng hóa đã bỏ xuống mà bà con đang chờ đây mà ngăn cản không cho chúng tôi. Chúng tôi ghi hình lại để gửi đến trang mạng và quốc tế biết cái hành động mà vô nhân đạo của chính quyền Cộng sản Việt Nam này.